Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thăm động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ ở 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 liên ngành của tỉnh. Theo đó, ngày 4 tháng 6, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ. Ngày 5 tháng 6, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các xã Xuân Lâm, xã Nghĩa Đạo, xã An Bình, Cầu Hồ, huyện Thuận Thành. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận biểu dương các tổ công tác đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề nghị các tổ công tác tiếp tục kiểm soát chặt người và phương tiện, không lơ là chủ quan. Các đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn vất vả và động viên các tổ công tác phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong khi làm nhiệm vụ. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tặng quà cán bộ chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.